cho con của Hana và Nano ngày hôm nay. Đó, mọi người nhìn cái con thằng đực nhỏ hơn này, hôm nay là nó cũng đã có một cái độ đuổi theo của bọn kia rồi. Sau một cái thời gian chúng nó ăn. Đó. Rồi. Quay từng con nhá. Quay cho nó chơi chung một tí đã. Đây. Hôm nay thì quay video hơi muộn cho nên là trời nó hơi bị thiếu sáng. Thì là chỗ chủ đấy. Ok, ra đây. Ra đây. Thấy không nào, lần lượt từng đứa một. Được. Ok. Được này. Đực này là đực một. Rồi. Từ từ, đực trước đi. Nha. À đây. Rồi, đực này là đực hai. Như vậy là hai thằng đực này vẫn ở diện theo dõi thêm. Hoàn toàn có khả năng sẽ là những cái con ở cái mức tốt. Đây là đực 1 và đực 2. So với video đầu hình như là thằng đực 2 là chọn cái thằng nó chuẩn đét rồi. Đây là đực 1 này. Đây là đực 2 này, hai thằng này tương đương nhau. Ok. Có 4 đực. Rồi. Đây đực 3 đây. Đực 3 thì là chuẩn đét rồi. Ok, quá đẹp dài luôn. Đực 3 này thì có chủ rồi. Đây. Đực 3. Đẹp theo kiểu mặt của Nano là con chó sẽ rất là đẹp. Rồi, thằng đực 4. Đó. Hôm nay là nhìn cái mặt của nó là nhìn trông nó khác hẳn hôm trước rồi đây này. Thằng đực 4 này là thằng quầy từ bé đây. Rồi. Hôm nay này nhìn trông nó đã giống với bọn kia rồi. Hôm trước là nhìn nó có thấy nó có độ quầy nhìn nó khác. Hôm nay là đã bớt độ quầy rồi vì bây giờ là chúng nó yên. Bây giờ là chúng nó đến đoạn ăn rồi. Đoạn ăn là nó sẽ vọt lên rất là nhanh. Đực 4. Yên ảnh bế tí, nhìn vào máy quay kìa. Nhìn máy quay này. Kêu gì? Đòi chơi với chúng nó, đuôi thì quấy tít. Rồi, hai cái đó rồi. Đây, một cái đây. Hai cái này thì to. Hai cái to như đực to. Sẽ là những cái con chó mà khung nó sẽ là khung to. Cái này. Cái 1. Rồi. Cái này phải tìm trong con to đây. Chắc đây là con cái rồi. Phải không? Chính xác. Cái 2. Úi giời ơi. Đây này bé nè. Cũng cần này cho vào thì chưa khả năng. Đây là hai cái. Bắt đầu mưa lâm thâm rồi đấy. Hàn cái đây. Hơi xài bắt đầu mưa. Đây để con quay nó một tí. Lại bắt đầu mưa lất phớt. Ôi xài ơi, trời nó mù và nó lại bắt đầu có hạt mưa, buộc phải cho con vào luôn rồi. Đây. Phải cho nó chạy lăng xăng tí. Cũng kịp để cho mọi người ngắm một loạt chó một lượt. Để chờ trời nó nắng tạnh rồi quay nó kỹ hơn. Đó, vừa quay được tí thì mưa thôi, quay tạm thế thôi.